cái khí hậu của trời đất là khác hơn mỗi năm. Yeah. Gọi là nắng nhiều, nắng tới 38 độ, gọi là 37 chứ 38 là bình thường. Yeah. Mà gọi là coi như bà con là không chịu nổi, người già không chịu nổi thì đau bệnh là chết. Yeah. Mà vừa qua tại đây thôi, nội chôn không chứ là mà đi liệm không, nó cho hòm giết rồi không kịp. Đàn rồi thành ra tôi thấy là coi như năm nay đó, thì quý vị biết là cái đất nước Việt Nam của mình đó là khổ khó vô cùng. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ, kính thưa chú Sáu, thì hôm nay mấy ngày nay con biết chú bên này cũng bận rộn, nhưng mà chú con này chắc cũng hơi mệt. Bận rộn mệt mà lỗ mũi đóng khói đèn. Khói đèn luôn. Dạ, cho nên đó là lộ con nhận được số tiền của những vị mạnh thường quân. Một là chú Cảnh và cô Liên gửi cho chú là 400 đô. Và thứ hai là chú Đông là gửi chú 1.000 đô. Và tiếp theo là một vị gửi ngày 24 tháng 3, gửi chú Sáu Mâm là 300 ngàn. Đây, chú còn thêm 100 ngàn. Rồi thứ tư là cô Út ở Long Xuyên gửi chú Sáu là 500 ngàn. Đây con gửi lên cho chú, tại hôm không có tiền lẻ. Dạ, yeah, con đổi ra là 25 triệu, mỗi một 100 đô là 25 triệu, đây là con gửi cho chú luôn. Vậy là xin đọc lại, một là cô Liên và chú Cảnh là 400 đô, và cô Liên và chú Cảnh 400 đô. Cô Liên và chú Cảnh. Dạ, 400 đô. 400 đô. Thứ hai là chú Đông là 1.000 đô, đây con vừa đi lên Long Xuyên con đổi cho chú. Chú Đông 1.000 đô. Dạ, dạ. Rồi cô Út ở Long Xuyên 500 ngàn. Rồi một vị gửi ngày 24 tháng 3, gửi chú Sáu Mâm là 300 ngàn. Rồi đây con xin gửi cho chú Sáu. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, lễ kính Đức Thầy và kính ông cụ Nguyễn Trung Trực, trăm quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi, cảm ơn chúng mình được biết hôm nay vào ngày 14 tháng 3 niên Giáp Thìn, cũng đúng vào ngày cháu thành hậu, để qua để thăm cơ sở ở phòng thuốc Nam và nghĩa trang trại hòm. Ở đây thì các mạnh thường quân trong và ngoài nước có cái tấm lòng vàng để trao tiền cho cháu để đem qua đây để là trợ cho phòng thuốc. Tôi xin đại diện cho phòng thuốc Nam và nghĩa trang chạy hòm đa tạ công đức của quý vị, chúc cho quý vị có tài có lộc có phước có đức và để trợ giúp tiếp thêm cho dân nghèo. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Rồi con cũng thay lời cho các vị mạnh thường quân trong và ngoài nước, xin chúc cho chú Sáu luôn luôn khỏe mạnh để phục vụ cho bà con với cả tấm lòng theo một cái đệ tử của Đức Thầy, cố gắng là nên cố gắng trao thân dình đạo, và cũng nguyện đem công đức lành này để hồi hướng cho những vị mạnh thường quân trong và ngoài nước được luôn luôn bình an, khỏe mạnh để cố gắng giúp sức cho xã hội. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái này là, Phật. Là cái như là cái cô Cảnh, nãy cô Cảnh hả cháu? Dạ, chú Đông là 1.000 đô và
và cô Liên và chú Cảnh 400 đô. Cô Liên với chú Cảnh là 400 đô. Dạ. Rồi cô chú Đông, chú Đông là 1.000 đô. Dạ. Thành ra đây là cái như chung tất cả hết là kể như là tôi xin đại diện cho phòng thuốc Nam để đa tạ công đức của quý vị ông nước ngoài và trong, chúc quý vị được nhiều sức khỏe và có tài có lộc có phước có đức để lo chợ cho bá tánh, để có đặng về gửi cho cháu Thành Hậu để qua để chợ, chứ nhiều khi bệnh tim này sao nó mệt quá à. Nếu mà sắp hết rồi cái nó mệt quá mệt. Nghe chú Sáu biết mệt rồi. Thay gì đó vừa qua tôi có cọ tội nghiệp mấy cháu tôi coi vậy, chứ cũng lo cho bá tánh gọi là ở dưới Cà Mau. Yeah. Rồi Tiền Giang. Yeah. Và Gò Công bây giờ nước coi như không có uống. Yeah. Thành ra khổ dữ lắm, và các nơi các chỗ bây giờ bệnh hoạn khổ khó vô cùng. Yeah. Mà năm nay khí hậu của trời đất là khác hơn mỗi năm. Yeah. Gọi là nắng nhiều, nắng tới 38 độ. Gọi là 37 với 38 là bình thường. Yeah. Mà gọi là coi như bà con là không chịu nổi, người già không chịu nổi thì đau bệnh là chết. Yeah. Mà vừa qua tại đây thôi, nội chôn không chứ là mà đi liệm không, nó cho hòm giết rồi không kịp. Đàn ơi. Rồi thành ra tôi thấy là coi như năm nay đó thì quý vị biết là cái đất nước Việt Nam của mình đó là khổ khó vô cùng. Vô cùng. Thành ra mà cháu Thành Hậu và cháu Tấn Dũng, Châu Phú và Lang Thang nhà coi như đi dùng xuống dưới dùng ở dưới là cứu cánh cho bá tánh, đó là rất tốt. Gọi là trời Phật khiến cho trong và ngoài nước để trợ giúp cho mấy cháu và trợ duyên cho đất nước nhà hay là của mình, hay là ở đâu cũng vậy, cũng gọi là chung tất cả hết. Mà có khổ khó thì mình chung lo với nhau. Thành ra đức thầy dạy mình coi như điều thứ 8, 8 tắc ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, và dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng chọn lành tò chọn sáng về nơi cõi Tây Phương, mà an dưỡng học đạo cho hoàn toàn, trở lại cứu vớt chúng sanh tất cả trong thiện nam tín nữ tôn giáo của nhà Phật. Thành ra trong cái lúc này nguy biến. Yeah. Mà coi như những trong cái tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và các tôn giáo khác thấy như vậy không ngồi yên. Thành ra có lời Đức Thầy có chỉ dạy là đạo diệu màu gặp lúc chân chiên, phận môn đệ phải lo dung quén. Tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thẹn hay chăng. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ tinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Thành ra mấy cháu thực thi thực hiện trong cái lời của Đức Thầy, và Đức Thầy kêu gọi khùng cả tiếng kêu dân ơi hỡi, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm. Bây giờ đói cũng không được quý vị, mà đau cũng không được. Yeah. Mà không chết, không có nước uống là cũng khổ. Thành ra trong đất nước Việt Nam của mình hiện bây giờ là tai nạn ách rất nhiều. Yeah. Gọi là quý vị thấy cái coi như tảng sáng là cái màu trời nắng này là nó khác, mà giác này á thì khác, gọi là nắng hầm vô cùng. Yeah. Người già coi như là chịu không nổi là phải chết. Yeah. Mà khi tôi đi lên Long Xuyên là tôi thấy thăm bệnh là coi như đau hết biết rồi. Một lớp tớp thì nằm ở trong, một tớp nằm ngoài, hai ba tớp lận quý vị ơi. Xe cấp cứu gọi là cứu bệnh không khi nào ngớt. Yeah. Mấy chục chiếc mà đưa lại hú hú một hầu là hú hú rồi chết, rồi kêu bằng đừng có nó tới. Thành ra Đức Thầy dạy mình gọi là coi như là Đức Thầy là Phật sống. Đức Thầy đã nhắc nhở mình biết bao nhiêu bao lâu, là thời gian này cũng biết
là coi như là mấy chục năm rồi, gọi là tám mươi mấy năm mà Đức Thầy ra mối đạo tới bây giờ, mà Đức Thầy vẫn kêu gọi trong là sám thi của sám giảng của Đức Quỳnh Giáo Chủ, gọi là thi văn toàn bộ. Đức Thầy gọi mình ráng tu để chết, chứ đừng có chờ chết đến mà chẳng có tu. Yeah. Việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Thành ra như cháu Thành Hậu và cháu Tấn Dũng và cháu Châu Phú coi như cực khổ vô cùng, lo cho nhân dân bá tánh, và chỗ nào khổ khó mấy cháu cũng đi đến hết. Gọi là đạo là ban vui cứu khổ. Nghe lời Đức Thầy dạy rồi thì tất nhiên không có ngồi yên được. Kẻ tu hành ai nở yên ngồi mà sớm kệ chiều kinh thông thả. Thành ra mấy cháu thực thi thực hiện theo cái lời của Đức Thầy dạy. Cái thời gian này mấy cháu ngày đêm gì ăn cũng không được, ngủ cũng không được. Thành ra là chi? Lo cho người khổ khó và lo cho bá tánh nhớ niệm Phật, lo cho bá tánh gán lo tu và lo ăn, lo chỗ chết, chỗ này, chỗ kia đủ thứ. Thành ra có mấy cháu tới trợ giúp tất cả, như cơ sở từ thiện của chúng tôi ở đây là Định Yên, gọi là mấy cháu ủng hộ tới cùng. Gọi là khi mà coi như tôi sắp hết thì Đức Thầy khiến cho mấy cháu cũng có đem lại, rồi quý vị gửi đặng đem lại, đặng giúp đỡ ở đây để lo. Bởi vì không phải riêng cá nhân gì cái tổ từ thiện này, mà tất cả bao gia xung quanh hết, từ thiện nào cũng vậy, cũng gọi là từ thiện. Thành ra các mạnh thường quân trong và ngoài nước thực thi thực hiện như vậy, theo lời Đức Thầy dạy như vậy, thì mình thấy đúng theo cái chân lý của nhà Phật và đúng theo cái thực hiện của lời của Thầy dạy. Thành ra khi dứt lời, tôi cầu chúc cho quý vị trong và ngoài nước và đất nước Việt Nam mình nhớ niệm Phật và nhớ tu và để giải cái nghiệp cho mình. Thành ra khi dứt lời, tôi chúc quý vị được nhiều sức khỏe và có tài, có lộc, có phước, có đức để lo cho bá tánh. Khi có việc nguy biến, quý vị cứ gửi cho cháu Thành Hậu và để cháu trợ giúp cho những cái quý vị khốn khổ trong đất nước Việt Nam mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay thấy bà con thứ hai này mà đến hút thuốc nhiều, chú sao? Hút thuốc cũng nhiều à cháu. Sáng giờ dạ, bệnh ha. Nhiều lắm à cháu. Dạ. Theo trời nắng này là bà con người ta bệnh nhiều hơn là cái mùa mà mưa hay sao chú? Nhiều hơn mỗi lần á. Dạ dạ. Này bà con ở tuốt ở trên quý bà con Tây Ninh, ở ngoài à, Tây Ninh vô á cháu ơi. Dạ. Đi hồi nào tới giờ mà xuống đây sớm chứ? Đi cũng khuya, hồi khuya mới dạ vậy hả? Mới tới đây. Sáng tới giờ, sáng dạ. Dạ. Thôi con cũng chúc chú luôn luôn mạnh khỏe nha. Dạ, cố dạ gắng giúp bà con. Để chúc cháu Thành Hậu khỏe để lo cho bá tánh nha. Con lúc thì nào mà chú mệt thì cháu qua thăm nha. Dạ mệt thì con qua thăm liền. Cấp cứu liền cũng được, thiếp hơi. Một ta tháng hai tháng qua thăm mới được. Dạ. Hai tháng thì hơi lâu quá, cỡ tháng nào mới qua lần mới được. Thấy cơ sở của chú thì càng ngày càng đông. Bà con các nơi để trở về đây chú nào làm mà tấm lòng cháu biết là coi như lo ăn nè. Dạ. Rồi đi đốn cây, chi phí đi đốn cây nè. Dạ. Rồi tiền điện nè. Rồi đủ thứ hết trơn, rồi hòm gương đồ này kia, rồi những cái việc mà coi như mà gọi là cái trang trí đó. Trang trí những cái hòm đó là có hoa văn đó. Thì mình cũng phải lo luôn. Thành ra coi như cũng nhờ các mạnh thường quân, chứ nếu mà mình không có các mạnh thường quân là mình chắc là chắp tay niệm Phật cháu ơi. Cho nên cũng mỗi một nơi đều có một điểm người tín đồ Phật giáo hòa hảo á chú, phải cố gắng lo cho bà con cả tấm lòng.
cũng nhờ bà con mình hỗ trợ cho nên mấy chú mới có một cái điều kiện để làm. Chứ ở đây nếu mà cô bác bà con không ủng hộ thì chú cháu mình cũng nằm ở không luôn, đâu có làm được hả chú? Không luôn đó. Dạ. Rồi đây mình và chú Sáu sẽ qua thăm cô bác bà con để trong cái phòng thuốc chú Sáu. Dạ, khoa chăm cứu hồi nãy đông mà bây giờ tan rồi. Dạ, bây giờ tới giờ tan cơm hả chú? Ừ. Dạ, chào hết mấy cô nha. Dạ, chào cô. Nhớ không? Hồi đó mình gặp chùa Phật Thầy. À. Thầy An. Vậy đó ha. Nhớ không? Cô Tưng nè, mình lên nè, giờ lên đây bó hai chân sư phụ bó giờ đi được rồi. Ồ, vậy hả cô? Cái bằng chị Tưng đi. Dạ. Tưng hồi đó chị Tưng, nhớ chưa? Dạ, dạ, dạ. Nhớ từ với gặp bữa đêm đó mình ngồi trên Phật Thầy đó rồi cái chùa... À, ông bà Tư mình cũng gặp nhau nữa đó. Dạ. Rồi chị Tư bị sao cái giò sao? Tư bị khớp nè, cái khớp dạ. Mà đi đó. Không được lên sư phụ làm đi được rồi. Ồ, ôi quá hay rồi. Đi lần này lần thứ ba rồi, chuyến này là về là hết luôn đó. Vậy đó ha. Dạ dạ. Mấy ngày rồi vậy, Tư? Tư này nửa tháng rồi thành hậu. Vậy đó hả? Tư bắt thành hậu, Tư coi suốt luôn. Vậy giờ ha. Tư đang coi hình bằng tay nữa nè. Dạ dạ. Tối là nghe kinh là giảng đó. Rồi dạ, chúc chị Tư mau khỏe mạnh. Dạ. Nhớ để... ông Tư độc thân. Dạ dạ. Rồi bây giờ nếu vậy thì ở đây tiếp con Sáu luôn đi. Thấy mà bằng được thì tiếp con mà còn dạ, đau quá. Thì chừng nào mà được. Mình khỏe mạnh thì mình trở lại tiếp con Sáu luôn. Rồi. Làm con quả luôn ha. Rồi. Dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ. Cô này cũng mới tới hả? Dạ. Cô ở đâu vậy cô? Bây giờ là phải nắm lưng dạ. Theo nắm chân chứ phụ. Dạ. Với Chính Dũng. Dạ. Cô ở đâu vậy cô? Ở Kiên Giang á mà. Kiên Giang. Dạ. Cô lên đây hồi nào? Tuần à. Dạ. Cô là bệnh gì chứ sao? Đầm khớp. Thì khớp với thận. Cái lưng. Ờ à, vậy dạ. Hả? Hai cái chân. Hai cái giò rồi bị lâu rồi. Dạ. Mà dạ. Như vậy đó mà đi tới đây rồi còn bữa hớp còn té cái nữa cái dạ, khổ nữa cái nghiệp á. Dạ. Đi đâu mà té? Đây nè. Ở đây, đây, đây cái té. Dạ. Rồi bây giờ khỏe cô bữa nay nhẹ ha, đỡ đỡ ha. Nắp thuốc chứ sao? Ờ, nằm thuốc cho nó đỡ đỡ. Dạ. Bị đau khớp này quá lâu rồi. Dạ. Lâu rồi. Dạ. Thôi quá khớp. Chúc cho cô mau khỏe mạnh nha. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ. Không biết không, hôm đó đám dỗ mình cưng nó đây đi đó mà chị dò đi không được, được hồi đi theo rồi đó. Vậy đó hả? Dạ, dạ. Hôm đó lên đợt đó tới giờ mà giờ được rồi. Dạ, rồi im mày ha. Đây. Dạ, chào cô. Cô này ở đâu chú Sáu? Cô này là ở đâu? Cao Lãnh. Cao Lãnh hả? Dạ. Cô bị làm sao? Thần kinh tọa. Dạ. Bị đi điểm qua nay nằm. Dạ, nằm lâu chưa vậy chú? Hôm nay gần hai mấy ngày rồi. À, thấy có tiến triển tốt không cô? Cái này đã đỡ rồi, đi tới lùi được rồi. Dạ, dài nhất là quá trời nhất rồi. Dạ, thấy thời tiết này nó càng ngày bệnh thêm. Nhất nhiều quá ngủ. Dạ, thôi mình ráng niệm Phật dạ. Cho nó bớt nghiệp ha. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ. Sao nằm chè queo rồi. Này là mới tới. Đi hả? Rồi, chắc này sao bộ dùng cơm xong buồn ngủ hết hả gì rồi? Ăn cơm không rồi nằm nghỉ. Cơm xong nằm nghỉ ha. Rồi, A Di Đà Phật. Rồi, cô này đi bệnh gì mà nằm thấy im gu đây? Thôi quá cuộc sống. Dạ. Rồi, cô bữa nay khỏe nhiều chưa cô? Dạ, Nam Mô Đà Phật. Con đại diện của vị Mạnh Thường Quân đến đây cũng như là trợ duyên cho chú Sáu. Sau nữa thì thăm mấy cô và chúc cho mấy cô luôn luôn khỏe mạnh, mau khỏe mạnh và Nam Mô Đà Phật. Cô gắng niệm Phật nha. Và gắng vừa nằm vừa niệm Phật. Và Nam Mô Đà Phật. Và rồi ông sư huynh này hiện đại này sao bị gì đây? Bị tai biến hả? Ờ, nhiêu tuổi rồi? Mới 4 mấy mà tai biến rồi hả? Rồi cái tay này sao đào điện nhất cơ rồi bỏ vậy hả? Rồi cái giò sao là cái giò thì chỉ động lâu chưa? Gần một năm rồi. Gần một năm rồi hả? Dạ. À.
có bị té gì không hay là tự ngủ một đêm thức dậy vậy? À, vậy đó hả? Rồi qua đây nằm thấy sao rồi thấy có bớt nhiều chưa? Vậy đó hả? Dạ. Nằm bao nhiêu ngày rồi vậy? Hơn nửa tháng rồi. Hơn nửa tháng rồi ha. Thấy nó bớt được bao nhiêu phần trăm anh? Cũng ở 50%. Ồ, vậy là quá tốt rồi ha. Dạ. Cái này mình bó thuốc gì vậy chú sao? Bó ngải thuốc rồi, hả? Ngải với thuốc cứu. Để cho giống như mấy cứu cái gân khớp này kia nọ nó, dạ, nó lưu thông mạch máu lại hả chú? Nó hết á. Dạ. Bây giờ cái chân mình không có bó ha, chỉ cái tay yếu cái tay nhiều rồi. Nó đào quá, nó đào nhức quá. Rồi chúc cho anh mau khỏe mạnh nha. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Ráng vừa nằm vừa niệm Phật để cho bớt cái nghiệp của mình ha. Dạ. Còn trẻ tuổi quá. Rồi đây ông sư phụ này nữa ha. Rồi chào sư phụ. Cơm chưa? Dạ mới ăn xong. Mới ăn xong ha. Ăn được không? Được. Được ha. Ở đây ăn thương không vậy, ăn nổi không? Nổi, trời ăn thương quen rồi mà. Mà hổm đi vô là khiên kè không đâu. Bữa nay đi xuống đi cho chú Thành Hậu coi coi. Bữa hổm là khiên kè không? Bữa hổm khiên kè không, bữa nay đi ngon lành rồi. Ồ, quá im mà. Vậy là chừng nào mà khỏe mạnh luôn là phải Phật công độ ăn chay giết rồi cái dạ. Thôi đi chậm cái, chậm cái chú độ à. Đó, đi được rồi đó. Ờ, vậy đó hả? Ừ. Đi được rồi đó. Ờ, quá tốt rồi. Bữa hổm là 2-3 người kè hả? 2-3 người kè á. 4 người kè luôn. Khỏe rè. Đây 4 người kè luôn. Bữa nay đi ngon lành luôn rồi. Đó. Hết sức. Này bệnh bao nhiêu lâu rồi mà qua đây mình điều trị? Tháng mấy à? Không, lúc mà phát bệnh tới giờ phát kìa. Phát bệnh gì à? Tháng mấy á? Vậy đó hả? Rồi qua đây nằm bao nhiêu lâu rồi? Thì phát bệnh lên đây liền luôn. Ồ, cái này kịp thời hả chú? Bệnh này là kịp thời là mau bình phục quá luôn. Chở tới là tưởng đâu rồi đi không được luôn rồi đó. Vậy đó hả? Thì vô kè khiên không? Đi toilet là kè không á? Ờ. Hai người kè hai bên. Quá mừng ha. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Thôi vậy vừa nằm vừa niệm Phật hả chú? Dạ. Dạ, bữa nay có duyên là chú Sáu ổng hỗ trợ là ổng vừa có phước báo để ổng hỗ trợ cái là mình khỏe liền. Bớt liền ha. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Rồi, cô này sao nằm bó 2 giờ, này là bó giò rồi. Dạ. Vậy tay bó tay, cái đó nhất giò bó giò. Vậy tay bó tay, giò bó giò. Dạ. Dạ, cô bữa nay có thấy khỏe bớt gì nhiều chưa? Dạ, đỡ. Đỡ ha. Dạ, cái này mình nhức khớp, mình bó cái khớp hay chú sao? Khớp á. Khớp giò. Khớp với cái lưng. Khó quá lưng. Dạ, cái này mình một ngày mình bấm nguyệt bao nhiêu lần hả chú sao? Ngoài bấm có 1 lần hay chắc? Dạ, ngày bấm 1 lần. Làm rồi bó thuốc. Bó thuốc là nằm vậy đó ha. Mình bó bao nhiêu lâu mình bó vậy là bó cái này bó là cỡ tiếng đồng hồ là mình phải gỡ ra rồi. Tiếng là gỡ ra. Dạ dạ. Ngày bó lần một. Dạ. Nam Mô Đà Phật. Rồi chúc cho cô mau khỏe mạnh nha. Nam Mô Đà Phật. Dạ, rồi vừa nằm vừa có niệm Phật liêu ghiêu nha, niệm Phật lâm râm. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Rồi xin chào chú. Dạ. Này mình nuôi ai? Mình bị bệnh nên anh chữa bệnh. Ủa vậy hả? Bệnh sao thế? Khá mạnh chứ hả? À? Bệnh sao? Đau đa khớp với bao tử, viêm xoang, mỡ máu, tiểu đường. Ủa nhiều chứ hả? Dạ. Rồi qua đây nằm thấy sao chú? Bớt hơn nữa rồi, nhẹ nhiều rồi, khỏe. Đi được rồi, đi tới luôn được rồi. Ờ, vậy đó hả? Dạ. Chú qua đâu chú? À, quê mình Đông Xuyên, mình đang sống ở Sài Gòn. Dạ, dạ. Rồi sao mà biết được mà xuống đây? Dạ, coi trên mạng Thành Hậu với Châu Phú đó. Rồi tìm xuống đây. Dạ, dạ. Dạ dạ, rồi tốt quá. Rồi dạ. Chúc chú luôn luôn bình an khỏe mạnh nha. Dạ cảm ơn nhiều. Dạ nó cố gắng có rảnh với lại đây tiếp ông Sáu, tiếp ông Hậu. Thì ơn nước mừng nội bà con. Ai ăn nửa chén nổi mừng nửa luôn. Dạ vậy hả? Dạ. Rồi quá. Ai uống nước đi không nổi lên tới chỗ uống luôn. Dạ, tốt quá luôn rồi. Dạ. Dạ. Rồi. Rửa ly không nổi rửa luôn. Ừ, vậy mới được. Bình tâm luôn. Từ thiện. Người kia giận mười la đó đó. Dạ. Rửa chậm nên đốt chậm. À cái. Niệm Phật thôi cho qua chứ. Làm đường ngay thẳng có thần nổ cho. Dạ, tốt quá. Dạ, rồi. Rồi, chào cô. Rồi, ra thăm mấy cô bữa nay sao rồi? Cô có đỡ khỏe gì nhiều chưa? Cũng giảm ít chứ cái gan sống này nó chậm hết lắm. Gai thì sống hả? Dạ, gai tới năm đốt rồi chuyện á. Gai tới năm đốt rồi hả chú sao? À, tới năm đốt là giờ nằm thuốc từ từ cái nó mới hết vì gọi là nó quá xa mà. Ờ, vậy hả? Tàn ơn nhiều thứ quá.
cho nên bây giờ cái bệnh nào mà nó bớt nhiều cái đầu cô? Cái huyết áp rồi nó cũng không giờ ổn luôn. Huyết áp thì nó cũng lên xuống bình thường nhưng mà nó không có sao. Dạ. Giờ mở máu nhiều chứ bị nặng cái lưng nè. Ờ. Lưng đang bỏ xuống. Dạ, dạ. Đi cái nó cứng cái bụng á, té đáy. Tào, ô vậy đó hả? Dạ, cái triệu chứng nó dữ vậy nè. Bước không nổi. Tức là mỗi cái đốt sống mình nó có gai hay sao chứ sao? Cái gọi là cái đốt xương sống đó là nó là gọi là đóng dôi. Dạ, đóng dôi. Đóng dôi đó là gọi là bên tây y của mình gọi là bên đông y gọi là đóng dôi. Dạ. Mà bên tây y gọi là gai cục sống. Gai cục sống. Gọi là nó cái dôi lâu năm đó là nó cứng cũng dạ. Như cái gai vậy đó. Dạ. Thành ra cái này cũng như giặt cái từ từ cho nó mềm cái nó tan. Yeah. Tan cái bắt đầu cái đi tiểu nó đưa ra à, cái chất tiểu đưa ra với thuốc mình cho uống á cháu. Yeah. Ừ. hai môn. Yeah. Cô bệnh bao nhiêu lâu rồi vậy cô? Một thuốc rồi uống bệnh mười mấy năm rồi. Yeah. Ơi, hồi đó đi lòng hồ cái nó đau ít là cái uống thuốc giảm đau. Yeah. Đi làm tiếp rồi giờ bệnh mấy năm nay bệnh nặng có cái vô đây nằm thuốc không sao nữa. Yeah. Thôi thì cũng cố gắng thôi cô, mình vừa nằm vừa niệm Phật vừa uống thuốc, đức thầy nói là lo thuốc thang rồi phải khẩn giái Phật trời mới được. Dạ. Và vừa nằm vừa niệm Phật, ăn chay niệm Phật vậy là từ từ cái nghiệp mình nó bớt. Thuốc chú Sáu là hay 7 phần mà mình đó là phải niệm Phật thêm 3 phần nữa cho nó mau hết. Dạ. Dạ, nam mô Đà Phật. Dạ, chúc cô mau khỏe mạnh. Dạ, nam mô Đà Phật. Rồi chào. Rồi ông Đại Bình sao? À, rồi. Như giữ nước cái gì? Mất buồn. Ủa giữ ra. Tôi hổm rồi tình anh nằm bự lên này. Tôi giờ xẹp bớt rồi phải không? Vậy hả? Bị sao? Bị bệnh gì? Anh bị cái ngoại gì? Ngoại tử của tháng. Dư dính cái tháng nữa. Dư bị hốt dị địa điểm nữa. Ủa mà sao mà nó bị giữ nước? Ủa? Thuốc nhất tức là mình uống thuốc nhất cứ ghét rồi nó dư nước hay chứ sao? Dư nước. Thì đó đi thuốc tây quá đó. Thì uống từ từ nó mới giải ra. Nó phì, nó nước nó phì ra vậy đó hả? Rồi giờ mình uống. Bây giờ lại sẹp xuống là nó hút lại vậy đó. Tàn thôi vậy hả? Thôi vậy nó cũng khỏe rồi. Ừ. Tức là hồi đó nó bự lên đi lắm. Tức là mập mình. Đó là mập lắm. Bụng phì đó rồi giờ uống từ từ cái sẹp bớt đó. Giải bớt quá sức rồi thì ốm lại gõ lại rồi đó đây mới hết cái chỗ rồi con hết rồi qua bên đây có mấy tháng này hết rồi thôi cố gắng ha đó. Cố gắng vừa nằm vừa niệm Phật cho ông Sáu không lo mình ăn chay niệm Phật cái nghiệp mình nó bớt rồi ông gầy trước qua công lưng đâu được giờ đẩy củi rồi lại ra thấy khỏe đi đẩy củi rồi tiếp ngon vậy hả làm công quả rồi tiếp luôn họ bữa hổm là đi không nổi bữa hổm đi không có được hổm đi cứng ngắc hai giò đi đâu được. Vậy đó hả? Dạ. Cái đẩy che dạy che củi vô cho người ta nấu thuốc. Vậy hả? Đẩy củi vô cho người ta nấu. Tức là mình bớt bệnh rồi mình hỗ trợ cho người bệnh nhiều. Có khi có bình thuốc cũng có nữa. Thôi cố gắng mình làm những chuyện công quả để cho mình có cái phước báo. Thì cái phước báo đó thì nó rơi bớt đi cái nghiệp của mình là nó hết bệnh. Xin chào anh nha. Rồi chào chú. Chú ở đâu mà đến chị bệnh đây? Ở đâu? Tiền Giang. Tiền Giang ở huyện nào? Quận Công Đông. Vậy hả? Hôm nay tôi ra Gò Công Đông quá sức luôn. Ở xã nào? Gò Công Đông. Tân Hòa. Tân Hòa ha. Hôm nay. Biển Long Thành. Hôm nay mình phát nước ở Tân Phước, rồi Mỹ Phú Đông, rồi dần dần đó. Rồi bệnh gì? Tại biến. Bữa nay bớt nhiều chưa chú? Qua đây nằm lâu chưa? 2 tháng mấy rồi. Bớt nhiều ha. Dạ, rồi chúc chú mau khỏe mạnh phục hồi nha. Rồi, nam mô Đà Phật. Quá bữa nay đông dữ rồi chú cháu. Đông đầy cháu hết luôn ơi, hả? Vô đông. Hôm nay đầy hết trơn luôn rồi. Đây là bên mấy bà hả? Rồi, quá sức rồi. Rồi, chào bà cụ. Rồi, nằm nghe gì hả? Nghe thuyết pháp. Vậy hả? Dạ, rồi vô nằm thuốc. Dạ. Vậy là giấc tháng này là cái giờ nằm thuốc hả chú sao? Dạ, giấc tháng nằm thuốc hả cháu. Dạ. Vậy là giấc mấy giờ nằm tới mấy giờ chú? Lúc cỡ 7 giờ nằm tới 10, 12 giờ cái nghỉ rồi nâng rồi. Vậy đó hả? Dạ.
Rồi bữa nay là cô thấy bớt nhiều chưa? Dạ bớt nhiều mà phải đi đi bấm nguyệt. À. Đi đúng nguyệt. Đúng nguyệt, bấm nguyệt ngoài này luôn. Dạ. Dạ. Rồi con qua thăm chú Sáu rồi thăm bà con luôn. Chúc cho bà con mau khỏe mạnh niệm Phật nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là quý vị mình ở đây cô cũng bệnh hay gì? Rồi có ai nuôi không? À bên đó đó ha. Rồi cô bữa nay thấy sao rồi? Có bớt nhiều chưa? Cô bị bệnh sao? Bị té. À. Rồi con này sao mà thấy nặng quá. Con này bệnh sao mà thấy nặng quá. Bị té xe chú Hậu. Té xe rồi chấn chấn thương thương đó cháu. À. Rồi cái tới bây giờ đó rồi tới đây uống thuốc rồi nằm thuốc thêm. Yeah. Có đi nằm nhà thương rồi vậy đó. 6 năm rồi. Bởi vì biết sao nằm rồi. Niệm Phật kia cũng đỡ. Hả? Rồi. Niệm Phật rồi cũng trường kỳ kháng chiến vậy đó. Cái nghiệp. Dạ. Yeah. Này chắc lâu bình phục lắm hả chú? Thì thấy này chắc lâu bình phục lắm, kiểu này nó quá sức rồi. Lâu lắm. Dạ. Này sẽ không có được bình phục đâu. Nói chung là cũng phải có kỳ tích xuất hiện chứ, gán niệm Phật từ từ. Té bao lâu rồi cô lời lại cô nói coi. Té xe bao nhiêu lâu rồi cô? Té năm nay nữa 6 năm. Té 6 năm. Dạ. Yeah. Nhưng mà gút tỷ thử dịch chỉ là 6 lần. Dạ. Yeah. Chỉ là sao nằm nhà thương đó. Chị dâu. Chỉ là chị dâu. À, rồi bà nằm ở bệnh viện nào? Chỉ ở đó bệnh viện Chợ Rẫy. Rồi về phục hồi chức năng quận 8, rồi về Long Xuyên, rồi ở bên Cao Lãnh, rồi tùm lum chứ. Dạ. Rồi nằm đó cũng mấy năm rồi mới biết nhà thuốc của anh Sáu rồi mới đi xuống. Dạ. Rồi tới đây vừa uống thuốc rồi. Dạ, vừa bấm nguyệt rồi kia. Dạ. Nay thấy chỉ ngồi buông tay cũng được 15-20 phút. À, chứ hồi đó? Hồi đó là không ngồi được. Ờ, à, vậy là cũng phục hồi dữ rồi cũng tốt rồi. Bữa tức nay, là khả năng của bữa mình nay là... mình ngồi, chỉ ngồi là mình buông tay ra được 15-20 phút anh Sáu. Bây giờ để em đỡ cho chị ngồi vậy. Thôi được rồi, được rồi. Không được có, rồi. Để cho chị ngồi. Đỡ vậy coi, đỡ ngồi coi. Rồi có. Chị ngồi vậy này nghe, cho ông thầy nhìn nha. Nghe, ngồi buông tay nha, không có dịnh nữa nha. Ờ. Giờ tức là hồi đó tới giờ là không có ngồi được. Dạ. Yeah. Nè, dịnh cái miếng này nè, dịnh cái miếng này nè, rồi buông tay ra. Đây nè, dịnh nè. Đó, dịnh nha, ngồi ngay lại nha. Đây nè, ngồi ngay lại nè. Ngồi ngay lại, ngồi dịnh ngay lại đi, để ngồi dịnh ngay lại coi. Ừ, rồi dịnh mạnh ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ờ giỏi. Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi được rồi cô. Mà thấy nó diễn biến tốt, có chiều hướng là phát triển, có bớt là được rồi. Dịnh này, Nam Mô A Di Đà Phật buông tay này. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. À, dịnh gì là buông tay gì được nè. Chứ hồi lần sao? Ở lần là không dịnh được, chỉ không ngồi được luôn, chỉ bị đau đứt chứ ngồi không được. À, vậy đó hả? Nó bữa nay là ngồi chị được rồi đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi vậy là cũng tốt rồi. Dạ. Tới đây là coi như là hết vốn, hết tiền rồi mới tới đây. Nam Mô A Di Đà Phật quá yếu rồi. Hết tiền rồi. Hết tiền mới tới đây cho ông Sáu ông cứu trận này. Quay ngồi đứng giờ, ngồi gì là được thì nãy giờ lâu lắm rồi chứ mỗi lần chỉ không ngồi được. Rồi thôi dịnh cô đi để cô. Dạ, rồi dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi niệm Phật cơ gắng cho mau hết bệnh nha. Dạ đúng rồi. Dạ. Còn biết gì không? Chỉ nói chung là chỉ biết nhưng mà cái sự bình tĩnh của chị nó không có nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Lấy sọ lấy cái miệng ra. Dạ, cũng như là chỉ cái sự bình tĩnh của chị nó không có được lâu hồi. Dạ dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi quá. Bệnh rồi quá sức rồi. Rồi quá. Rồi đi ra ngoài đi Sáu ơi. Thuốc cho bà con đi. Rồi chúc cho bà con mình luôn luôn mau khỏe mạnh nha. Uống thuốc niệm Phật, vừa uống thuốc vừa niệm Phật. Rồi đây bó giò bó tay. Dạ. Vậy hả? Dạ chị ở đâu? Dạ ở quận Tân Hồng, xã Tân Hồng. Tân Hồng nữ hả? Dạ. Rồi ai bệnh? Chị bệnh sao? Bệnh thoái hóa xương sống, nhức thần kinh tọa. Dạ. Dạ. Rồi bữa nay sao rồi? Bữa nay chị đỡ nhiều lắm rồi. Vậy đó hả? Dạ. Sáng nay được 9 ngày. Dạ. Chị thấy em đi tốt quá, mến mộ em. Dạ. Được dạ. Dạ. Thôi chị cố gắng niệm Phật nha. Có duyên lắm mới trở về đây cái nơi này của chú Sáu. Mình chú Sáu là lo cho bà con cả tấm lòng. Cho nên mình vừa trị bệnh vừa niệm Phật cũng mau hết bệnh nghe chị. Dạ. Chị mong mỏi chú Sáu lên tốt của em đó. Dạ. Nhưng mà chị tìm được đến đây thì mừng ghê lắm. Vậy đó hả? Dạ dạ.
Rồi, Nam Mô Đà Phật. Chị tên gì? Chị tên Lê Thị Tuân. 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 Dạ. 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 Rồi đi đây ai nuôi đây? Có mình chị à, tự lực được. Vậy hả? Cũng đi đứng cũng được, bữa đó nhức khóc lắm. Ngày đầu từ đến đây thông sáo điều trị cũng đỡ dữ lắm rồi. Dạ. 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 Thôi cũng quá quý rồi ha. Nam Mô Đà Phật. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ, dạ. Rồi quá ai quá bớt gì mừng lắm rồi. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Nắm ốc chưa nghiên cứu qua chừng nào mưa? Còn hạn hết tháng này á. Hết tháng này rồi, tháng từ luôn. Thấy bây giờ là hạn dữ lắm cháu ơi. Thấy có nắng quá nắng mà sao không mưa hả chú? Không mưa được. Dạ. Thôi vậy mình dùng cơm hay sao? Cơm hả cháu? Rồi, đói bụng rồi. Tới điên mà giết rồi ngủ quá kìa. Vậy hả? Tới điên này hả? Ủa rồi. Lo cho quá tránh giết rồi. Quá tránh ngủ. Ngủ luôn. Dạ. Rồi, xin chào với cô. Dạ. Ờ gì dùng cơm đi cháu ơi. Dạ.